Vâng, xin chào tất cả các bác tài đã quay trở lại với kênh của em Thành Sino Chắc. Hôm nay em đang lên cho các bác một cái mẫu xe ben quá là quen thuộc với các bác tài đi rừng, cũng như là cần một chiếc xe hai cầu dầu cực kỳ khỏe khoắn để phục vụ công việc của mình. Đấy là chiếc xe 8 tấn 45 của Volvo Sino Chắc. Thì tại sao em lại muốn giới thiệu đến các bác cái mẫu xe 8 tấn 45 này? Tại vì ở thời điểm hiện tại, giá của chiếc xe đã cực kỳ sâu và cực kỳ tốt các bác nhé. Bởi vì nhờ sự ra mắt của phiên bản nâng cấp 8 tấn 61 mà giá của chiếc xe 8 tấn 45 này hiện tại cực kỳ hot. Đấy, nếu các bác đang nhu cầu tài chính chưa thể lên được phiên bản nâng cấp thì có thể nghiên cứu em 8 tấn 45 này các bác nhé. Thì nếu như một số bác vẫn chưa biết về chiếc xe này thì hôm nay em xin phép giới thiệu đến các bác thông số kỹ thuật cũng như là giá bán hiện tại của chiếc xe để các bác có thể cân nhắc tài chính khi muốn mua một chiếc xe hai cầu dầu. Đặc biệt đây là một mẫu xe mà cực kỳ hot từ những năm 2019 cho đến năm 2022 các bác nhé. Đầu tiên về phần thiết kế chiếc xe, chúng ta sẽ có thể dễ dàng nhận ra đây là một chiếc xe có cabin kép cực kỳ rộng rãi. Cabin đầu vuông dòng Volvo Sino Chắc màu xanh Sino. Hiện tại thì dòng Volvo này chỉ có một cái màu xanh Sino này thôi các bác nhé. Bản gương rộng, tầm quan sát rất là đẹp, rất là thoải mái luôn các bác nhé. Đây, các bác có thể nhìn bản gương này. Đấy, tay gương rất là rộng, tầm nhìn thoải mái luôn. Và về kích cỡ lốp mà chiếc xe này đang được trang bị, đây là cỡ lốp 11-20, đây 11.00-20. Đấy. Và các bác đang xem ở đây là phần cầu trước của chiếc xe này. Đây là cầu dầu nên chúng ta sẽ có một cái nắp để xả dầu cũng như là nắp châm dầu các bác nhé. Bộ cầu này cực kỳ uy tín, rất là to. Đây, cầu trước của chiếc xe 8 tấn 45 đây các bác ạ. Với cái tải trọng chịu tải là 6 tấn. Tỷ số truyền của bộ cầu này là 6.72 các bác nhé. Tỷ số truyền rất là chậm, giúp các bác đi đường an toàn, khỏe khoắn. Đây, đây là phần nhíp cũng như là hệ thống thụt giúp giảm chấn và cho xe đi êm dịu hơn. Đặc biệt là cái dòng Volvo này còn có một cái khung sắt để bảo vệ cái két nước này các bác nhé. Ít, rất ít dòng xe được trang bị cái hệ thống bảo vệ này. Đấy, chúng ta đi đường rừng thường xuyên có các vật cản phía trước cũng như là các dành cành củi khô, không may nó va vào két nước thì chi phí cũng như là thiệt hại sau khi sửa chữa thì khá là lớn. Nên nhà máy đã thiết kế một cái bộ chống đấy, bảo vệ bộ két nước làm mát này rất là hợp lý. Phần thiết kế cabin thì chúng ta có cụm đèn khá là đơn giản thôi. Đấy. Nhưng mà rất là đẹp các bác nhé. Em đang đứng xa ra để các bác có thể quan sát được tổng thể chiếc xe này. Và về phần thùng xe, chúng ta sẽ có một cái kích thước thùng chiều dài lọt lòng sẽ là 4m040, chiều cao là 745 và chiều rộng là 2m280 các bác nhé. Như vậy thì nguyên bản nếu chúng ta cần đi chở cát sỏi thì san bằng thành thùng sẽ được 6,7 m³. Đấy. Đi ben này. Đây là ben bụng. Đấy, ben bụng kích cỡ to, khỏe. Đấy, không phải bàn cãi rồi. Phần sàn thùng đây. Sàn thùng cũng như là phần đáy thùng cung sườn rất là chắc chắn. Đấy. Đấy, chúng ta về chỉ cần chạy thôi. Nếu như các bác chở cát sỏi hoặc các dòng đá hộc thì nên lót sàn để giữ được cái thùng của chiếc xe nó sẽ đẹp hơn, thẩm mỹ hơn sau quá trình sử dụng. Và xin mời các bác xem cái khối động cơ của chiếc xe này đang trang bị. Đấy. Chiếc xe đang sử dụng cái khối động cơ của Zuchai các bác nhé. Với công suất máy là 118 kW, tương ứng với 160 mã lực, 4 cực kỳ 4 xi lanh thẳng hàng. Đấy. Rất là khỏe khoắn. Động cơ con này thì không còn gì để nói. Đây là một cái mẫu động cơ khỏe nhất hiện tại đang trang bị trên những chiếc xe tầm trung, tầm hai cầu lớn nhất
của nhà máy TMT cũng như là một số hãng xe khác. Và đây là phần cầu sau của chiếc xe này. Các bác có thể nhìn thấy đây là một cầu khá là to và tải trọng của bộ cầu này chịu là 13 tấn các bác nhé. Tỷ trục chuyển cũng là 6.72. Chúng ta có thể thấy được cái thiết kế vị trí đặt của cái phần phanh lốc kê nó sẽ hơi khác so với một số dòng xe khác. Nó sẽ đặt ở phía bên trên của bộ cầu. Đặt ở đây thì chúng ta có thể tránh được các trường hợp khi lùi xe mà trước phía sau xe có những cành củi hoặc là hộc cây ấy, nó sẽ va chạm vào cái phanh lốc kê này, thì nếu chúng ta đặt ở bên trên nó sẽ an toàn hơn. Đấy. Nó rất là hợp lý nhá. Chiếc xe này có thiết kế đảm bảo về thiên hướng an toàn cũng như chất lượng khi lái xe. Đây là hệ thống treo phía sau của xe này, nhíp 2 tầng. Đấy, bó rất là chắc cùng với bản nhíp dày tầm 1.5 cm các bác nhé. Xin mời các bác xem qua hệ thống chassis của chiếc xe với độ dày tiêu chuẩn của nhà máy 8 cộng 4 mm. Đấy, rất là dày dặn và chắc chắn. Đây sử dụng không biết bao giờ mới hỏng được. Đấy. Chassis chính, chassis phụ đều rất là chắc chắn các bác nhé. Hệ thống treo chúng ta sẽ quan sát một chút. Ở đây là chúng ta đang có một cái bình dầu chế tạo bằng bình dầu thường thôi, không phải là bình dầu nâng cấp hợp kim nhôm. Và dung tích chứa của bình dầu này sẽ là 150 lít. Đấy, bình hơi cũng là 2 bình. Chúng ta sẽ có thêm cái hệ thống phanh ký xả hoặc tên gọi khác là phanh cúp bô các bác nhé. Rất là an toàn khi các bác đi đổ đèo cũng như là đi đường rừng núi. Đấy, để hạn chế cái tốc độ cũng như là đi xuống dốc sẽ an toàn hơn. Với tất cả các thông số kỹ thuật mà em vừa báo các bác ở đầu video thì chiếc xe hiện tại đang có giá bán rất là tốt, cực kỳ tốt. Đây là cái đánh giá của em Thành sau quá trình bán hàng của em. Chiếc xe này có thời điểm ra mắt lên tới 830 triệu các bác nhé, mà hiện tại nó chỉ rơi vào tầm 781 triệu. Đấy, một cái giá xe cực kỳ ưu đãi, không thể nào mà thấp hơn được nữa. Nên là các bác nếu mà cần mua xe cầu dầu về chạy có thể sử dụng em 8 tấn 45 này. Đấy, rất là hợp lý. Và nếu các bác đang nhu cầu mua xe, cần tư vấn hỗ trợ trả góp, có thể liên hệ em Thành qua số điện thoại trên màn ảnh hoặc kết bạn Zalo với em ở phần mô tả các bác nhé. Và giá các bác yên tâm, không phải suy nghĩ, vì bọn em là trực tiếp bán từ nhà máy nên là về giá cả cũng như về chất lượng của những chiếc xe bọn em bán ra cùng với là những cái phục vụ các bác sau bán hàng như về sửa chữa phương tiện, các bác yên tâm, phụ tùng luôn sẵn hàng các bác nhé. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau.